Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ mang 4 khẩu M4 VIP vào cận chiến zombie xem khẩu nào bá nhất. 4 khẩu này là M4 Transformer, M4 Bone Beast, M4 S Beast và M4 Predator. Đấy, chúng ta hãy cùng đi tìm ai là triệu phú, ai hí. Ok, chúng ta sẽ cùng đợi ai sẽ là zombie đây. Mình phải nhỏ giọng lại, chứ không thì nói to quá admin nghe được. Nó cho làm zombie thì sấp mặt. Ok, úi dồi ôi. Đấy, mấy con mà mới vào như thế này thì núp thôi. Hàng nó cứ dâng đến mồm thì không ăn thì không được. Tại vì khi mà mới vào game bọn nó loát không kịp đâu. Đấy, nó sẽ đứng AFK tầm 3 đến 5 giây. Nhân lúc đó chúng ta cứ mút chùn chụt. Hay lắm các bạn, như thế đi. Ôi, hàng đâu mà nhiều thế này. Lỡ tay cận chiến, lỡ tay bắn hết sọ. Sợ nhất là khi cận chiến là bắn hết sọ người ta. Thế là người ta chết luôn. Đâu rồi, thằng kia rồi. Mới bắn chết nó thôi mà nó hồi sinh đi đâu rồi ấy. Đây đây đây, còn mực fake. Ơn rồi, mực fake đây rồi. Này thì hàng fake mà cứ tỏ ra nguy hiểm này. Hàng fake này. Ai hí. Bạn, cho dù bạn cứ tỏ ra bạn là một con mực thật đi chăng nữa thì hàng fake nó vẫn là hàng fake thôi. Ôi, đồng thế. Kìa, thằng tơ kìa. Ôi, nhấp nháy. Thôi để mình, ôi, mình clear mấy bọn này xem ná. Ôi, thằng kia nó núp thằng tơ rồi. Mình mệnh. Không sao, không sao, còn rất nhiều mà. Lại đây, bố mày núp sạch. Núp tất, ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Này thì lừa tình này. Thôi mất bà nó cái băng bảo vệ rồi. Đây này, ô cái định mệnh. Không trúng này, không trúng này. Ai hí. Rồi, chuẩn bị clear team. NST clear team. Clear team hay lắm, còn một thằng nữa. Rồi. Đồng đội bạn chết hết rồi. Còn mỗi bạn thôi. Thôi thì nằm xuống cho nó đẹp, đẹp đôi. Đấy, đúng rồi. Rồi đây 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 đây. Bạn kia đừng có bắn nha. Rồi. Đừng có bắn. Rồi. Cần team. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng đến với khẩu M4 Predator. Ok. Cái này thì đam nó to nhất đấy. Cái dòng M4 này cận chiến đam to nhất luôn đấy. Hôm trước thì mình cận chiến tận 4.000 đam. Bình thường thì cứ 3.000 thôi. Còn cái clip mình quay thì tự dưng này ăn hên lên tận 4.000 đam. Khủng khiếp thật. Chả hiểu nó là cái giống gì. Nó là mạnh như vậy. Sao ít dùng máy này. Nhanh thế. Ô, ăn nhanh thế. Bình thường. Mồm tụi mình phải gọi nó tính bằng đơn vị hecta rồi. Chứ nó không phải tính bằng đơn vị bình thường nữa. Centimet nữa. Milimet nữa. Gì đấy, gì đấy. Lại đây. Lại đây. Trời. Này thì y tá này. Mình rất thích y tá. Nó móc mình cái bảo vệ rồi. Thắm thế. Còn thằng tơ. Còn thằng tơ. Ôi, trận này ít dùng bài quá. Rồi. Ta thấy không thoát nữa. Ok, mình phải đi la liếm cái phòng khác đây. Phòng cũ thì mình nút tất rồi. Không còn cái gì để mà nút nữa nên phải thoát thôi. Ở trận tiếp theo tụi nó vừa thẩm du mà zombie với. Tâm ra không có zombie cận chiến nên mình phải té thôi. Đi tìm niềm vui mới. Gọi gì đấy. Ơ à, sao lại không đuổi theo mình, che à. Ôi trời, mình xấu dai quá đi mà. Thì cả khổ. Đây rồi, ôi trời. Cái thằng Gatling nó đứng ở đâu nó bắn hay đấy nhở. Bạn tơ bạn ấy sao không ai lại AFK thế kia. Bạn chơi được thì chơi, không chơi được thì cút. Bị mệnh đứng AFK ngứa mắt vờ lờ. Đây đây đây, đây. Rồi. Phải thật. Cái điện mệnh gì đấy. Hết cả hồn. Ớt lấp ló phía bên kia rồi. Nó làm mình cũng rụng rớt con tim rồi. Con tim mình rất là yếu ớt. Ơ ảo lói nhở. Cái mèo tự dưng lên rồi lỡ tay bắn chết luôn rồi. Sorry. Lần sau mình sẽ chăm chút hơn. Thế mèo cây này đam nó to quá mình không kênh được. Mấy khẩu kia đam nó bé, mình dễ kênh để cận chiến. Còn cái khẩu này đam nó kiểu như là nó khác biệt hoàn toàn rồi. Rồi, nào ấy, sọ này. Đấy, nó khác biệt hoàn toàn nên mình khó kênh. Nó bắn đam như kiểu là bắn AK thế này mà. Đùa, họ đang bắn M4 xong bắn qua khẩu này nó lạc loài rồi. Rồi, đứng úp mặt vào tường. Đấy, lại đứng im. Đứng im thì lại lên TV nhìn thôi. Ở trận này hơi bị nhiều zombie sao đi một vòng không thấy thằng nào thế này nhở. Tức là lại la liếm trên bàn thờ rồi. Rồi, xả thế.
Thôi chắc mình sẽ đi lên đây xem có thằng nào không. Quyết định là phải kiếm nhiều nhiều cận chiến một tí, không thì clip này sẽ không bao giờ lên TV. Úi rồi, đây đây đây, trời ơi, thằng hủy diệt nó nhìn thấy mình rồi. Ghê quá cơ, cầm cây lưỡi hái cứ vờn vờn như là hái hoa bắt bướm ý. Mình không phải là bướm đâu, mệnh, lại đây. Úi rồi, nhấp nháy đấy. Ơ lỡ tay, lỡ tay, trời ơi, cái khẩu này đam to nhở, thế bắn còn dễ sọt nữa. Trời ơi, bắn dễ sọt thế thì, ôi trời ơi, bắn chơi chơi thôi mà, sao mà dễ sọt thế này. Đi luôn này, úi dồi, mình chơi tớt. Đám to vờ lờ. Ôi, tính cận chiến mà không được. Lại đây, bố mày cân. Bố mày cân, úi dồi, vãi. Thanh niên. Ôi, không xong rồi. Phận đi la liếm thì nó cứ hết phòng này đến phòng khác thôi anh em ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với khẩu M4 Bombis. Mỗi khẩu súng cũng rất là ngon, nhưng cận chiến thì hơi yếu một tí. Theo mình nghĩ thì đây là một cái khẩu súng yếu nhất, cận chiến yếu nhất trong cái dòng đại gia đình M4 VIP. Hỏi bình tĩnh nha, đừng có làm zombie. Hay lắm DM. Và chúng ta sẽ cùng clear team. Sợ nhất là không có zombie để chơi thôi. Vâng, bây giờ có vài con. Úi dồi, thằng tơ nó thoát rồi. Được mỗi thằng tơ nó thoát rồi thì ăn gì đây bây giờ. Ở trận này chắc là ít người thôi. Không sao, mình sẽ cố cận chiến 3 con. Ok, 3 con. Đây, từ bình tĩnh, bình tĩnh. Mình sẽ liếm tất. Liếm tất đây này. Đây, 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 đây. Úi dồi, ơ cái điện mệnh. Thế mèo là lúc cần cover thì đéo thằng nào cover. Đây rồi, úi dồi. Cái thằng Gatling không biết là nó ở cái phương hướng nào, nó sấy kinh quá. Liếm sạch. Đây rồi. Không sao. Đây bạn ơi, Gatling đâu, mút đi. Này thì mút đi. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với thằng cuối cùng. Đơn giản quá, ít zombie thì cái việc cận chiến thì nó lại đơn giản. Đấy, đấy là nguyên nhân tại sao mình cứ thoát ra trận này đến trận khác. Đây rồi, úi rồi. Khắm thế, sao lại toàn AFK thế này. Toàn chơi thử, đi mệnh. Toàn cho cái bọn này chơi thử. Thế thì lại zombie ít thôi. Chúng ta cũng sẽ cùng đến với trận tiếp theo xem mà zombie sẽ nhiều hơn. Nhiều hơn không, chứ trận này thì khắm quá. Chỉ có 3 con zombie, cận chiến không xứng tay. Thế tụi nó còn AFK cho cận chiến nữa chứ. Thật là VL. Rồi, chúng ta sẽ cùng hóng hớt xem. Hay quá, may không mình làm zombie. Khắm hết cả lời. Đây rồi, úi dồi, còn một tí nữa thôi. Lại đây, lại đây. Lại đây, úi dồi, bố mày lại sợ mày quá đấy. Liệng lại cơ. Thật là VL. Xuống đây tơ, xuống đây, bạn xuống đây. Anh em mình cùng giải quyết mối mâu thuẫn. Ôi thằng kia rồi. Còn 2 con zombie mà. Đây, 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 đây rồi. Này thì AFK này. Còn thằng tơ nữa. Mỗi trận này cũng ít đấy nhở. Thế là mình sẽ cận chiến nốt thằng tơ rồi qua cái khẩu tiếp theo rồi. Ít quá. Chơi không bỏ xử. Bỏ xử. Rồi, đi nấp. Nấp đường nào? Nấp đường nào hả bạn ơi? Đi luôn này. Ơ vẫn còn này. Đùa thật đi chứ. Ờ không sao, mình sẽ cố cận chiến nốt cái thằng này. Mệnh, sao lại còn nhở. Ảo lòi. Ảo lòi. Ok. Do hạc này mình không có khẩu M4 Abyss nên mình phải qua cái hạc của một thanh niên đại gia. Đấy, đại gia thì nó luôn luôn là nhiều đồ. Nhưng mình muốn cái làm cái hạc của mình thôi. Nhưng không có cái khẩu M4 Abyss thì nó hơi bị tiếc. Tại vì nó hết hạn rồi, hồi trước thì có xài chán luôn. Ôi dồi, không bao giờ động vào cái khẩu này. Lại đây, ôi dồi, bạn đi lùi à. Khẩu báo thế cơ mà. Sao lại đi lùi. Mệnh lại đây, bố mày cần. Rồi, đấy, mình biết ngay là có bạn rồi. Đây này, rồi. nhầm hàng. Mình bị quáng gà. Mình bị quáng gà. Mọi cái thằng kia nhấp nháy không ăn được. Lại lòi đâu ra cái thằng này. Rồi, từ từ, bình tĩnh, bạn ơi. Rồi, mất xong cái dao là bắt đầu mất tự tin cho cận chiến rồi. Bình tĩnh, lại đây. Rồi, mình sẽ cận chiến nốt cái thằng con mực fake. Mực fake ơi, bạn lại đây. Ai hí hí. Rồi, tôi là tơ. Bố mẹ lại sợ mẹ quá đấy. Rồi, một pha thoát khỏi cánh tay của tử thần. Thôi không biết là mình đang làm cái gì luôn ạ. Khô lời.
Ôi, thoát được rồi, không biết sống được không đây, té rồi. Cứ té rồi, không nhê với bọn này làm gì. Đấy, sâm mặt rồi. Bây giờ mất cái mất cây cô tích bảo vệ rồi mà Zombie nó cứ thích đuổi theo như thế này. Bạn ơi tha cho mình, mình chỉ cận chiến vài con thôi mà. Không biết trận này mình cận chiến hình như là chỉ có 2-3 con. Thằng này hổ báo quá. Gì cơ? Rồi mình biết bạn lừa tình rồi, kiểu gì cũng còn cái giáp thôi. Mình lao lên là kiểu gì nó cũng bật giáp. Ôi thằng này thằng thật à. Thế mèo là mình cứ tưởng giả cơ. Ô sao lại thằng giả lại đứng im nhở? Ảo lôi, thật là hư cấu. Hero nào, hero nào. Lại đây, rồi. Thôi té thôi. Ui, cái đi mới. Vãi cả hàng. Quên ấn nút đi. Mình ấn nút nhảy nhưng quên ấn nút đi. Thật là VL. Rồi cái chết rất là ngáo. Chả hiểu sao mình chết. Thật là ngu người. Mình biết là kiểu gì nó cũng ăn được mình rồi. Pha đấy mình từ dưới này nhảy tại chỗ nó mới ghê. Quên ấn nút đi. Thật là VL. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Bye bye anh em nhé.